Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, môn sinh học khối 8. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra định kỳ sắp tới. Đầu tiên là phần nội dung ôn tập. Thì bài kiểm tra định kỳ sắp tới sẽ có tất cả là 6 bài. Bài số nhất là bài số 6, bài 11, bài 13, bài 14, bài 16 và bài 17. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần nội dung chi tiết của các câu hỏi trong bài. Câu số 1, neuron có chức năng gì? Ở câu hỏi này các em cần nêu được thứ nhất là chức năng cảm ứng, thế nào là cảm ứng, và thứ hai là chức năng dẫn truyền, thế nào là dẫn truyền của neuron. Câu hỏi số 2, phản xạ là gì? Cho 3 ví dụ. Ở câu hỏi này các em cần trình bày được hai ý. Ý thứ nhất là thế nào là phản xạ. Ý thứ hai là mỗi em sẽ cho 3 ví dụ về phản xạ. Câu hỏi số 3, cung phản xạ là gì? Một cung phản xạ sẽ gồm mấy yếu tố và kể tên. Thì gồm có hai ý. Ý thứ nhất các em trình bày được thế nào là một cung phản xạ, và ý thứ hai các em nêu rõ được cho cô 5 yếu tố để hình thành một cung phản xạ. Với câu hỏi số 4, bộ xương người có những đặc điểm nào tiến hóa hơn so với bộ xương thú? Câu trả lời của câu hỏi này sẽ gồm có tất cả là 7 đặc điểm tiến hóa hơn của bộ xương người so với bộ xương thú. Các em phải trả lời đầy đủ các ý đặc điểm trên. Câu hỏi số 5, bản thân em cần làm gì để hệ vận động được khỏe mạnh? Với câu hỏi này thì các em phải trả lời được 3 ý. Ý thứ nhất là rèn luyện thể thao. Ý thứ hai là phụ giúp cho gia đình những cái việc nhà, tức là lao động vừa sức ở lứa tuổi của em. Và ý thứ ba là khi mang vác, khi ngồi học thì cần chống cong vẹo cột sống bằng những cái tư thế ngồi học và mang vác đúng. Câu hỏi số 6 và câu hỏi số 7 là nói cùng một nội dung về máu. Câu hỏi số 6 là máu có cấu tạo như thế nào? Thì các em phải nêu được là máu gồm có hai thành phần chính, và trong các tế bào máu sẽ gồm có những tế bào nào. Với câu 7, hồng cầu và huyết tương có chức năng gì? Thì các em sẽ nêu được chức năng của hồng cầu là gì và chức năng của huyết tương là gì. Câu số 8, bạch cầu trong cơ thể có những hoạt động chủ yếu nào? Thì bạch cầu nó sẽ có 3 hoạt động chủ yếu chính do các loại bạch cầu tham gia. Hoạt động thứ nhất là thực bào, hoạt động thứ hai là sự bảo vệ cơ thể của bạch cầu lympho B, và hoạt động thứ ba là sự bảo vệ cơ thể của bạch cầu lympho T. Các em phải nêu rõ được nội dung bên trong từng cái hàng rào bảo vệ của bạch cầu đối với cơ thể. Câu hỏi số 9, miễn dịch là gì? Có mấy loại miễn dịch? Câu này thì có hai ý. Thứ nhất, các em phải nêu được khái niệm miễn dịch, và câu thứ hai là các em phải trình bày được hai loại miễn dịch là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Câu số 10 là cái câu liên quan đến vòng tuần hoàn máu 10 và 11. Hai câu này giống nhau, chỉ khác là câu 10 là trình bày chức năng và đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ, và câu 11 là trình bày trong vòng tuần hoàn lớn. Thì với hai câu này thì các em phải nêu được cái thứ nhất là đường đi của máu, và cái thứ hai là chức năng của máu trong các vòng tuần hoàn. Câu số 12, tim có cấu tạo như thế nào? Thì các em sẽ nêu được tim thì được cấu tạo bởi cơ tim mô liên kết, và các nêu tên được các ngăn tim, các van tim, đồng thời là phân biệt được là trong các ngăn thì độ dày của cái thành tâm thất trái sẽ là dày nhất. Cuối cùng là câu hỏi số 13, trình bày cấu tạo và chức năng của động mạch tĩnh mạch và mao mạch. Thì trong ba động loại mạch máu này thì các em sẽ trình bày được thứ nhất là cấu tạo và phần thứ hai là chức năng, để phân biệt được ba loại mạch máu này với nhau.
Cuối cùng là phần một số lưu ý cho các em. Thì cái lưu ý thứ nhất là trong cái bài kiểm tra sẽ có một câu hỏi, một hoặc hai câu hỏi sẽ là dạng câu hỏi pizza, tức là người ta sẽ cho các em sẵn một cái đoạn văn và trong cái đoạn văn đó các em đọc kỹ, sau đó các em dựa vào thông tin của đoạn văn và thông tin đã học để trả lời những cái câu hỏi bên dưới. Và cái lưu ý thứ hai là các em trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đúng và đủ ý. Chúc các em làm bài thật tốt. Mến chào các em.